Chương 3. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh sạc đe rằng, này là lời phán của đấng có bảy vị thần, Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở sạc đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Người cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng, này là lời phán của đấng thánh chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì người có năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải. Nhưng chúng nó nói dối, này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, và giờ sẽ đến trong khắp thế gian, chẳng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mỏ chiều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là danh Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tính chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy thì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu nên ta có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy, hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, nên chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.